lời tiên tri của vanga về người ngoài hành tinh quý vị và các bạn thân mến tuy chưa có một cơ quan một quốc gia nào từng một lần công bố rằng ufo hai người đến trái đất là từ hành tinh khác là hoàn toàn có thật nhưng nhiều người vẫn cho rằng người ngoài hành tinh có tồn tại vì những hiện tượng kỳ lạ xảy ra nhiều người khác lại bán tính bán nghi hay hoang mang trước những tiết lộ ngầm từ nhiều nhà khoa học nhà nghiên cứu Mới đây nhất là hàng loạt tiết lộ sốc của các cựu nhân viên NASA và NATO về sự tồn tại của UFO cũng như người ngoài hành tinh. Theo một cựu kỹ sư của NASA tên Beckran, thì cơ quan này đã cố tình làm mờ hình ảnh mặt trăng để mọi người không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì trên đó. Tiến sĩ O'Leary, người chuyên nghiên cứu về sao Hỏa cho hay, những đường nét của khuôn mặt trong bức ảnh khuôn mặt trên sao Hỏa nổi tiếng đã được chỉnh sửa làm mờ để cho nó trông giống như một hiện tượng tự nhiên. Còn bà Donna Hare, người từng làm việc tại NASA, tiết lộ rằng các phi hành gia thường xuyên đối mặt với UFO trong không gian vũ trụ, nhưng họ buộc phải giấu kín chuyện đó vì phía chính phủ đã đe dọa họ. Sĩ quan của NATO đã về hưu Bob Dean cũng cho biết chính phủ đã tiêu hủy 40 video quay chương trình Apollo, trong đó có cảnh đổ bộ lên mặt trăng, vì lý do là chúng được coi là không thể chấp nhận về mặt xã hội và chính trị. Tiến sĩ Edgar Mitchell, một cựu phi hành gia của NASA cũng từng tiết lộ rằng những viên chức làm việc cho NASA như ông không được phép tiết lộ hiểu biết của họ về UFO ngay cả khi đã hết nhiệm vụ. Cùng với đó, rò rỉ những hình ảnh được cho là NASA đã cố tình che đậy trong suốt 60 năm qua. Những tiết lộ sốc của nhiều chuyên gia từng làm việc cho NASA và NATO càng khiến nhiều người phân vân soi lại lời sống truyền của nhà tiên tri mù Vanga, người Bulgari, sống ở thế kỷ 20, được xem là hai nhà tiên tri nổi tiếng nhất thế giới với nhiều dự đoán chuẩn xác về tương lai. Theo Vanga, trong tương lai, vào năm 2221, một cuộc chạm trán rùng rợn của loài người với người ngoài hành tinh sẽ xảy ra trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Trước đó vào năm 2125, ở trái đất người ta sẽ nhận được những tín hiệu lạ từ vũ trụ tại Hungary. Không chỉ Vanga, nhà tiên tri Nostradamus người Pháp sống ở thế kỷ 16 cũng từng dự báo rằng vào năm 2130, người ngoài hành tinh sẽ đến trái đất. Nostradamus từng thấy trước việc con người có thể phải đối mặt với cuộc xâm chiếm trái đất của người ngoài hành tinh. Không có gì gây sốc hơn và gây nhiều ghi vấn hơn bằng những lời nói mập mờ của các nhà chính trị gia hàng đầu thế giới về chủ đề này, mà đặc biệt là các chính trị gia Mỹ. Hồi đầu năm nay, khi còn trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton, thành viên của đảng Dân Chủ, từng tuyên bố giật cân rằng sẽ tiết lộ bí mật xung quanh UFO và những gì đang thực sự diễn ra tại khu vực bí mật 51 nếu bà đắc cử trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng lần này. Tuy nhiên, ông Donald Trump là người đắc cử. Nhiều người tò mò về khu vực bí mật 51 được cho là một căn cứ bí mật cất giấu thi thể và máy bay của người ngoài hành tinh ở Nevada của Mỹ tỏ ra khá thất vọng khi cơ hội được bà Hillary tiết lộ về nó đã tuột mất. Mặc dù vậy, những phát ngôn này của bà vẫn đủ khiến nhiều người càng dấy lên mối nghi ngờ về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Được biết, ngoài bà Hillary, chồng cũ của bà và cũng là cựu tổng thống của Mỹ, ông Bill Clinton, cũng là một người khá quan tâm về người ngoài hành tinh. đó năm 2014, Ông Bill Clinton từng nói, tôi tin có người ngoài hành tinh, nếu một ngày nào đó họ xuất hiện, tôi cũng không thấy có gì làm lạ. Các đời tổng thống Mỹ được cho là biết rõ về UFO và người ngoài hành tinh, nhưng họ bắt buộc không được tiết lộ. Ngoài ông Bill Clinton, nhiều vị tổng thống khác của Mỹ cũng từng mập mờ đề cập về vấn đề này. Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng từng khẳng định ông trông thấy UFO vào năm 1969. Tối hôm đó tôi ở ngoài nhà ăn của trường học Bầu trời đang tối dần Tôi đang chuẩn bị ăn tối Có khoảng 25 người đang ở gần tôi Bất ngờ tôi thấy một quần sáng kỳ lạ từ phía Tây Đang bay hướng về phía chúng tôi Đó là vật có hình đĩa tròn Nó bay càng lúc càng gần chúng tôi Đến chỗ cây tùng thì ngừng lại lơ lửng Rồi nó đổi màu từ xanh thành đỏ sang trắng Mọi người ai cũng hốt hoảng Không biết đó là cái gì Thế rồi nó lao vuốt về phía Tây và biến mất Đây là tôi tận mắt chứng kiến Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi năm 2012 cũng từng nói, Tôi đến trong hòa bình khi đến thăm Roswell ở New Mexico của Mỹ, nơi xảy ra vụ rơi đĩa bay nổi tiếng. Nhiều người đã bán tính bán nghi cho rằng đây là câu nói của người ngoài hành tinh khi ghé thăm trái đất. Khi phóng viên hỏi ông rằng, liệu tại nơi này chính phủ có từng tìm thấy thi thể của người ngoài hành tinh rơi cùng với UFO, Obama đã trả lời đầy ẩn ý rằng, nếu tôi cung cấp thông tin cho các bạn, tôi sẽ phải làm hại các bạn, chúng ta phải giữ bí mật của chúng ta tại đây. Những bức ảnh gây sốc về người ngoài hành tinh lan truyền trên mạng được cho là đã bị che giấu suốt 60 năm qua.